Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lời Sống Hàng Ngày được phát sóng trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục trong sách Xuất Ai Cập từ đoạn 34 đến đoạn 36. Xuất Ai Cập đoạn 34. Chúa ban bản luật mới. Đức Giê-hô-va phán với Mô-xê: Hãy đẽo hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này những lời đã có trên hai bảng mà con đã làm vỡ. Sáng mai hãy chuẩn bị sẵn sàng, vừa sáng hãy lên núi Sinai và đứng trước mặt ta tại đỉnh núi đó, không một ai được lên cùng con, không người nào được lãng vãng trên núi, ngay cả chiên bò cũng không được ăn cỏ phía trước núi này. Môi-se đẽo hai bảng đá giống hai bảng trước. Ông dậy sớm, tay mang hai bảng đá lên núi Sinai, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy. Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng bên Môi-se và xưng danh Ngài là Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm nóng giận, dư dật ân huệ và thành thật, giữ lòng yêu thương đến ngàn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ và con cháu đến 3-4 đời. Môi-se vội vàng cúi đầu xuống đất và thờ phượng. Ông thưa: Lạy Chúa, nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con, vì đây là một dân tộc cứng cổ. Xin Chúa tha sự gian ác và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp Ngài. Giao ước. Đức Giê-hô-va phán: Này, ta lập một giao ước trước mặt toàn thể dân chúng của con. Ta sẽ làm những việc kỳ diệu, những việc chưa bao giờ được thực hiện trên khắp trái đất hay giữa một quốc gia nào. Mọi dân tộc chung quanh con sẽ nhìn thấy công việc của Đức Giê-hô-va, vì việc ta sắp làm với con là một điều đáng sợ. Hãy cẩn trọng về điều ta truyền cho con hôm nay. Này, ta sẽ đuổi dân Amorit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Pherasit, dân Hê-vít và dân Jebusit khỏi trước mặt con. Hãy cẩn trọng, đừng lập giao ước với dân cư sinh sống ở trong đất mà con sẽ vào, kẻo họ sẽ trở thành một cái bẫy cho con. Nhưng các con phải phá hủy các bàn thờ, đập bể các trụ thờ và đánh hạ các thần chúng nó. Đừng thờ lạy một thần nào khác, vì Đức Giê-hô-va, danh Ngài là Đấng Kỵ Tà, Ngài thật là một Đức Chúa Trời Kỵ Tà. Không được lập giao ước với dân bản xứ, kẻo khi chúng hành dâm với các tà thần và cúng tế các thần của chúng rồi mời các con, và các con sẽ ăn của cúng hình tượng. Cũng đừng cưới con gái chúng nó cho con trai các con, kẻo con gái chúng hành dâm với các tà thần rồi quyến dụ con trai các con cũng hành dâm với các tà thần của chúng. Con không được đúc tượng thần. Các kỳ lễ lớn trong năm, các con phải giữ lễ bánh không men như ta đã truyền dạy các con. Các con hãy ăn bánh không men trong 7 ngày vào thời gian đã được ấn định trong tháng Abib, vì trong tháng Abib các con đã ra khỏi Ai Cập. Tất cả các con đầu lòng đều thuộc về ta. Tất cả các con đực trong bầy súc vật của các con, hoặc bò hoặc chiên đầu lòng. Cũng vậy, con phải chuộc con lừa đầu lòng bằng một con chiên con hay là dê con. Nếu không chuộc thì con hãy bẻ cổ nó, hay phải chuộc tất cả các con trưởng nam mình. Không ai được đi tay không khi đến trình diện ta. Con hãy làm việc trong 6 ngày, nhưng vào ngày thứ 7 con phải nghỉ. Dù đang là mùa cày cấy hay mùa gặt, con cũng phải nghỉ. Con phải giữ lễ các tuần với sản vật đầu mùa gặt lúa mì và lễ thu hoạch vào cuối năm. Mỗi năm 3 lần, tất cả nam giới đều phải trình diện Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel.
vì ta sẽ đuổi các dân ra khỏi trước mặt con và mở rộng bờ cõi con. Sẽ chẳng một ai tham muốn xứ sở của con khi con lên trình diện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con mỗi năm 3 lần. Con không được dâng cho ta máu sinh tế chung với bánh có men, cũng không được giữ sinh tế của lễ vượt qua đến sáng hôm sau. Con phải dâng hoa quả đầu mùa tốt nhất của đất vào đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Con chớ nấu dê con trong sữa mẹ nó. Đức Giê-hô-va cũng phán với Mô-xe: hãy chép các lời này, vì dựa trên các lời này mà ta lập giao ước với con và với Israel. Mô-xe ở đó với Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên 2 bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Mô-xe đem 2 bản chấn ước xuống núi. Khi mang trên tay 2 bản chấn ước từ núi Sinai đi xuống, Mô-xe không biết rằng da mặt mình rực sáng vì ông đã được hầu luyện với Đức Giê-hô-va. Aaron cũng như tất cả con dân Israel nhìn Mô-xe, thấy da mặt ông sáng rực thì sợ và không dám lại gần. Nhưng Mô-xe gọi họ, Aaron cùng tất cả những nhà lãnh đạo hội chúng đều quay lại. Mô-xe nói chuyện với họ. Sau đó, tất cả con dân Israel đều đến gần. Ông truyền cho họ các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán với ông trên núi Sinai. Khi đã ngưng nói chuyện với họ, Mô-xe liền lấy ấp che mặt lại. Nhưng mỗi khi Mô-xe đến trước mặt Đức Giê-hô-va để hầu chuyện Ngài, thì ông dở lấp lên cho đến lúc đi ra ngoài và thuật với con dân Israel những gì mà Ngài đã phán dặn mình. Lúc ấy, dân Israel thấy gương mặt của Mô-xe sáng rực, nên ông phải lấy lớp che mặt lại cho đến khi vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Xuất Ai Cập đoạn 35. Luật về ngày Sa-bát. Mô-xe tập hợp toàn thể hội chúng Israel lại và nói: đây là những việc Đức Giê-hô-va đã truyền dạy anh em phải thi hành. Người ta sẽ làm việc trong 6 ngày, nhưng anh em phải giữ thứ 7 làm ngày thánh, là ngày Sa-bát, tức là ngày yên nghỉ dành cho Đức Giê-hô-va. Người nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó đều sẽ bị tử hình. Trong ngày Sa-bát, anh em không được đốt lửa tại những nơi mình cư ngụ. Các lễ vật dùng để dựng đền tạm. Mô-xe nói với cả hội chúng Israel rằng: đây là lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy. Hãy lấy từ của cải mình có mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Ai có nhiệt tâm, hãy đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va như vàng, bạc và đồng, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, da chiên được nhuộm đỏ, da cá nược, gỗ si tim, dầu thấp, các hương liệu để pha chế dầu sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm vào ephod và bảng đeo ngực. Các hạng mục cho đền tạm. Trong anh em, ai là người khéo tay, hãy đến làm tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy: lều và tấm bạc, móc, ván, thanh ngang, trụ và lỗ trụ, hòm chứng ước và các đòn khiên, nắp thi ân và bức màn che, các bàn với các đòn khiên và tất cả dụng cụ làm cùng bánh cung hiến, chân đèn, đồ dụng cụ, đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ song hương và các đòn khiên, dầu sức, hương thơm và bức màn của đền tạm, bàn thờ dân tế lễ thiêu và ra đồng, đòn khiên và các dụng cụ của bàn thờ, bồn rửa và chăn bồn, các tấm rèm che hành lang, trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các cọc của đền tạm, các cọc và dây của hành lang, bộ lễ phục bằng hàng dệt để phục vụ trong nơi thánh, bộ lễ phục thánh cho thầy tế lễ Aaron và lễ phục cho các con trai người để thi hành chức vụ tế lễ. Nghe xong, cả hội chúng Israel đều rút lui khỏi Mô-xe. Những người được thúc giục ở trong lòng và có tinh thần tự nguyện đều đã đến dâng lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va để dùng vào việc cắt đền tạm, trang bị các vật dụng trong đền và may các lễ phục thánh. Vậy cả nam lẫn nữ, tất cả những ai có lòng tự nguyện đều đến. Họ đem trăm, bông tai, nhẫn, kiềng, các thứ trang sức bằng vàng và dâng lễ vật bằng vàng lên Đức Giê-hô-va. Người nào có chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, cả vải gai mịn, lông dê, da chiên được nhuộm đỏ và da cá nược,
cũng đã đem đến. Ai có vật gì bằng bạc hay đồng đều có thể làm lễ Phật dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Ai có gỗ xi tiêm dùng được vào việc gì đều đem đến. Tất cả những phụ nữ khéo tay đều đem đến những thứ mà tự mình đã kéo, như vải cá miệng, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thẫm. Còn những người phụ nữ được thúc giục và có năng khiếu thì kéo chỉ lông dê. Các nhà lãnh đạo thì đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm vào ephod và bảng đeo ngực. Họ cũng đem dầu thắp đèn, các hương liệu để pha chế dầu sức và hương thơm. Tất cả con dân Israel, cả nam lẫn nữ, ai được thúc giục muốn dâng bất cứ thứ gì vào các công việc của Đức Giê-hô-va và đã truyền phán qua Mô-sê đều đã tự nguyện đem dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Bezaleel và Oholiab. Mô-sê nói với con dân Israel: này, Đức Giê-hô-va đã gọi đích danh Bezaleel, con trai của Uri, cháu của Hu-rơ, thuộc bộ tộc Giu-đa. Ngài đã ban cho người đầy giải thần của Đức Chúa Trời, cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng, khắc đá khảm ngọc, chạm gỗ, thủ công mỹ nghệ. Ngài ban cho người khả năng dạy nghề và cũng ban cho cả Oholiab, con của Ahisamac, thuộc bộ tộc Dan nữa. Ngài cho họ đầy dẫy sự khôn ngoan để làm tất cả các công việc của một nghệ nhân chạm trổ, thiết kế, thêu và dệt sợi nhiều màu như xanh, đỏ, tía, đỏ thẫm và vải cá miệng, cũng như công việc của bất cứ nghệ nhân hay người có tài thiết kế nào khác. Xuất Ai Cập đoạn 36. Bezaleel và Oholiab và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã ban sự khéo léo và hiểu biết để chu toàn công tác xây dựng đền thánh đúng với những gì Đức Giê-hô-va đã truyền phán. Dân Israel dâng hiến rộng rãi. Vậy Mô-sê gọi Bezaleel, Oholiab và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã đặt trong lòng họ sự khôn ngoan, cùng với những người có tinh thần tự nguyện đến để bắt tay vào công việc. Vậy Mô-sê gọi Bezaleel và Oholiab và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã đặt vào trong lòng họ sự khôn ngoan, cùng với những người có tinh thần tự nguyện đến để bắt tay vào việc. Trước mặt Mô-sê, họ tiếp nhận tất cả các lễ vật mà con dân Israel đã tự nguyện đem đến để thực hiện việc xây dựng đền. Nhưng vì mỗi sáng dân chúng cứ tiếp tục đem những lễ vật tình nguyện đến, nên các nghệ nhân đang làm các công việc của đền thánh phải tạm ngưng. Họ đến gặp Mô-sê và nói: dân chúng đem đến quá mức cần thiết so với công việc mà Đức Giê-hô-va đã truyền phải làm. Vì vậy Mô-sê phải ra lệnh cho họ loan báo khắp các trại quân: xin mọi người, nam cũng như nữ, đừng dâng thêm gì cho việc xây dựng đền thánh nữa. Vậy là dân chúng bị ngăn cản đem theo lễ Phật, vì vật liệu họ dâng không những đã đủ mà còn dư cho toàn bộ công việc. Dựng nền tạm. Trong số những người làm việc, những thợ nào khéo tay để tham gia xây dựng đền tạm, họ dệt 10 bức màn bằng sợi gai miệng, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, có theo hình cherubim thật mỹ thuật. Mỗi bức màn dài khoảng 12m, rộng 2m, tất cả đều có cùng kích cỡ như nhau. Họ kết từng 5 bức màn lại với nhau, thắp vòng bằng chỉ xanh trên biên bức màn chốt của bộ màn thứ nhất, và cũng làm như vậy trên biên bức màn đầu của bộ màn thứ hai. Họ thắp 50 cái vòng trên biên màn thứ nhất và 50 cái vòng trên biên của bức màn cuối của bộ màn thứ hai. Các vòng nằm đối nhau. Họ cũng làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc các bức màn lại với nhau để đền tạm kết lại thành một. Họ cũng kết 11 bức màn bằng lông dê làm tấm bạc phủ trên đền tạm. Mỗi bức màn dài khoảng 13m, rộng khoảng 2m. Cả 11 bức màn đều có kích cỡ như nhau. Họ kết các bức màn này thành hai bộ, một bộ 5 bức và một bộ 6 bức. Họ thắp 50 cái vòng trên biên bức màn cuối của bộ màn thứ nhất và 50 cái vòng trên biên màn cuối của bức màn thứ hai. Họ cũng làm 50 cái móc bằng đồng để kết hai bộ màn phủ lại với nhau, làm một cho đền tạm thành một.
Họ cũng làm một tấm bạt bằng da chiên được nhuộm đỏ và một tấm bạt bằng da cá ngược phủ bên ngoài. Họ dựng vách đền tạm bằng ván gỗ xi tim, mỗi tấm ván dài khoảng 4 mét, rộng khoảng 66 cm. Trong mỗi tấm có hai cái mộng để ghép lại với nhau. Tất cả các tấm ván vách đền tạm đều làm như thế. Họ làm vách cho đền tạm như sau: 20 tấm cho phía nam. Dưới 20 tấm ấy, họ làm 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm ván có hai lỗ mộng khớp với hai cái mộng, và hai lỗ mộng dưới tấm kế tiếp sẽ khớp với hai cái mộng của tấm tiếp theo. Ở mặt bên kia, tức là phía bắc đền tạm, họ cũng làm 28 ván và 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm ván đều có hai lỗ mộng, và dưới tấm kế tiếp cũng có hai lỗ mộng. Ở mặt sau của đền tạm, tức là phía tây, họ làm 6 tấm ván. Ở hai móc sâu của đền tạm, họ làm hai tấm ván. Hai tấm ván đó được ghép lại với nhau từ dưới lên trên chỗ cái khoen thứ nhất. Cả hai góc họ đều làm như vậy. Vì thế có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Họ cũng làm những thanh ngang bằng gỗ xi tim, 5 thanh cho những tấm ván ở bên này của đền tạm, 5 thanh cho các tấm ván ở bên phía kia của đền tạm, và 5 thanh khác ở phía sau đền tạm, tức là phía tây. Họ làm thanh ngang giữa nằm khoảng nửa trên của các tấm ván để cài từ đầu này đến đầu kia. Họ bọc vàng mấy tấm ván và làm các khoen bằng vàng để giữ các thanh ngang. Các thanh ngang cũng được bọc vàng. Họ cũng làm một bức màn bằng sợi gai miệng, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm theo hình cherubim thật mỹ thuật. Rồi dựng cho bức màn đó 4 cây trụ bằng gỗ xi tim bọc vàng, các bốc trụ cũng bằng vàng, và đúc 4 lỗ trụ bằng bạc cho 4 cây trụ đó. Họ cũng dệt một tấm màn cửa lều bằng sợi gai miệng, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm được theo mỹ thuật. Họ còn làm 5 cây trụ có móc rồi bọc vàng các đầu trụ và các thanh liên kết, còn 5 lỗ trụ thì bằng đồng. Trong buổi tối hôm nay, sách xuất Ai Cập, chúng ta cũng thấy rằng dân Israel có một tấm lòng dâng hiến rất là rộng rãi, và họ đã có một tấm lòng phục vụ hết mình khi được kêu gọi trong sự xây dựng đền tạm của Chúa. Vậy, mong muốn rằng ông bà anh chị em chúng ta cũng có một tấm lòng phục vụ Chúa và dâng hiến hết mình như dân Israel đã làm. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.